chữ đó là chữ gì trên nút cấm đó bà? Ô nó chiều về bà hỏi à, bà hỏi coi như là 72 của bà. Chiều nay bà về bà xem lại á là truyền thuyết của bà coi sao cái đã. Dạ bà biết anh ơi, chữ này không bà? Ô biết chứ, rồi nãy giờ con đưa bà thấy rồi. Dạ. Ơi, thấy lúc này cũng có nhiều người mạo danh vua lắm nghe bà, rồi bà xử lý như thế nào bà? Thật đấy bà không có sợ là ông vua bà lên ngôi rồi có bà còn sợ gì nữa, Quan Âm Phật Tổ ở đây bà còn sợ cái gì nữa, công an này nó hù hịch lắm mà, nó không tới gặp bà thì mới muốn đừng nói chuyện với bà thôi, không có cái gì nữa. Thế bây giờ ở đâu mà gặp nơi được mấy ông công an đâu mà không tới với bà. Đấy, cũng như bà đi được cõi thiên rồi bà có thể là biết được cõi âm không bà? Bà biết hết âm dương, âm thiên, âm gì của bà cũng biết hết trơn á. Và kể những cái sự mà ở dưới âm phủ như thế nào mà người ta mà tội tình như thế nào đó bà? Ôi giờ nó phát hành lên, bà phát lên phiên ảnh hết trơn rồi, coi như là chúng con mặt đất này không tốt thì bà cho về địa ngục là một là giải quyết số vấn đề cho con em sau này trừng phạt thì bà đã ra lệnh hết trơn rồi. Đó là âm phủ làm dương cái gì đâu rồi bà nói là cũng tối cuối cùng bà quyết định không chứ có ai đâu, nhưng mà bà nói chánh phủ vậy thôi, chánh phủ là bà nhưng con nghe anh em đi đó. Những người nào mà trên trần gian này có tội chú giám phủ đầy nặng không bà? Ôi bà nói thì cái đó là lực trừng phạt à, bà cũng cho anh ơi tùy các con thờ, con tốt thì đỡ một chút xíu rồi, nếu con xấu thì tội xấu vậy thôi là vậy đó. Tu cũng như mình tu tới khi nào mà mình mới được thành thành tiên thành thánh hả bà? Ôi bà tiên bà thánh ở đây đã cho con tu chứ ai nữa, con hỏi chừng nào tiên thánh nữa thì đây là bà tiên bà thánh của con đây chứ ai nữa. Mấy người phàm mình phàm thì bà biểu đâu, bà này biểu gặp thì bà biểu gặp chẳng nói chẳng tới, chửi mắng thì nó càng nó làm tính làm xin, nói thì nói nó cũng không tới chứ trả lời rồi nó cũng tới rồi. Bà chửi mắng thì thôi là tới thì nó cũng tới rồi. Đi lại với ông An nói ông An ơi, ông với con đi lại đằng kia chút xíu gặp giờ gặp bà coi nó cũng không nói tiếng nào chứ nói gì nó cũng làm tin rồi còn quên mất lặng nói bà sao chửi mắng rồi thôi cũng tới đi cũng không tới giận bà ơi nói quá bà giận đó rồi ma rồi liền cái bà nó đem chút địa ngục cái nó cũng làm tin luôn nó làm tin đi đứa nào như đó đấy. Chờ bà thấy đâu hả? Thấy hình giá nó ra đúng không ạ? Rồi. Hả? Mới đây không tới. Mới đây là có ở trên nút cấm á bà có phát hiện cái một cái hai cái dòng chữ gì rất là lạ đó bà. Cái đó là trên như là chữ lên là chữ như thế nào bà? Chữ lạ lắm. Ôi chữ lạ theo bức tường đá hả? Không, ở trên núi luôn á bà. Có hình chụp luôn á. Ôi cái con đấy nó nói bảy mai con nói bà nghe đó nó tố cáo cái gì vậy? Tấm hình đó là rất là quan trọng đó bà. Là trời bà nói với con á thì nó đồn mà có đó thì bữa trước bà với con bị công an kia nó dí á bà chỗ núi nổi á chữ này nè bà ở trên núi nè đưa bà coi coi nào thì hôm qua kia tụi nó dí bà nữa đó bà. Chữ đó là chữ gì trên núi cấm á bà? Ô nó chiều về bà hỏi coi như là 72 của bà. Chiều nay bà về bà xem lại là truyền thuyết của bà coi sao cái đã. Dạ bà biết anh ơi, chữ này không bà? Ô biết chứ, rồi nãy giờ con đưa bà thấy rồi. Dạ chữ này nè chữ gì vậy bà?
Ô, bà chưa biết chiếu về hỏi chuyện thiết lại. Ô, bà là tiên, bà thánh, bà không lý tới chuyện cái đó, nhưng bà chuyện thiết bà có đâu. Quay về bà lấy khai hết, phải báo hết cho bà thôi. Là chị thôi, lấy khai, bà lấy khai, hai chữ lấy khai lấy vô. Hai chữ lấy khai đúng quê, không ký vô cho bà. Sau này nhà nước cấm mình đó, nó nổ ra cái đình vàng gì không bà? Đinh Giang thì đã nổ thì chỉ Quan Âm ra đời thôi chứ, thì bà đẻ Quan Âm thì Quan Âm qua đời thôi chứ, Quan Âm tiên, Quan Âm thánh thì ra chơi rồi nói hoài. Thì giờ chúng nó biết hết thì còn hỏi gì nữa không? Biểu tế lại chánh gặp bà là cô không tới, rồi làm thỉnh làm thinh hả, thì này tặng công an thì dẫn lại bà chút xíu là sao không vậy, không lẽ nó không thấy bà. Bà không biết tụi nó sao, nói gì hoài nó cũng vậy, đứa nào cũng như đứa nấy. Sao con đi mời nó cho bà đi, con cũng lên chị Thanh gọi đó. Chị Thanh con tới nhà con mời nó đi, tụi Thanh hoài nó biết anh lờn mặt cái bà cũng biết luôn đó, bà chửi nó hoài. Ngày mai cũng có Thanh số người được gặp bà đó mà, ngày mai á. Được rồi, tốt rồi nghe. Mai gặp bà mừng, bữa sáng là gặp được bà lúc 6 giờ 7 giờ sáng, trễ chừng về đây 8 giờ cũng được. Không biết nữa, ngày mai đón nó nhà, buổi sáng thôi, 9 10 giờ chưa bà nghỉ chưa, chiều tính vậy. Các con nghe hết rồi, còn gì nữa, mau mau mưa rồi gặp bà đi. Bà chửi cũng đã chửi mắng, đã chửi mắng rồi, tội cũng đã lấy khai hết rồi. Thì tới tới gặp bà đi chứ, rồi ở chốt bà hoài làm sao chứ, ngày nào cũng la hét gì mà nó không tới. Chứ nó nghe luôn á bà vậy đó. Thì thôi đi tới, nó cũng tới rồi vậy đó. Chết mồ rồi, con sao trả lời bà nghe coi. Ơi, núi dài năm giếng đó bà. Con thấy người đó nó mập đầu sát rồi kìa mà, các con làm sao trả lời bà coi, hay là muốn chống cự hoài. Báo cho bà biết coi. Vậy tốt rồi. Ơi, núi dài năm giếng ở chẳng là cái gì vua nào mà ngựa cho đó bà, ở đâu ở núi dài năm giếng mình nè. Ngoan bà thương rồi, ráng mập đi, gọi chừng nào mấy đứa tới. Nó không tới thì con mập hoài đi, con mập tới chết luôn, coi con chết là nó chết nghe. Bà nói với con là vậy đó. Ráng mập đi coi. Đàn ca tài tử mấy hồi cả lương phải không. Con chừng nào tới thăm bà chửi mắng nó cái là nó phủi đít lên đi. Mau tới gặp bà chưa, quỳ xuống. Ở đó bà ngồi kêu kêu quỳ, cái là quỳ liền xuống. À còn các con vật như cái gì cũng không chịu la nó chút xíu, cái đầu nó giận, nó ghét, nó chở treo heo, nó trả lời sờ mất mã cho bà gầy bà la nó, cái đầu rồi nó trống luôn nha, nó trống khỏi không gì hoài vậy đó. Rồi nó nói đài nó rồi đọ nó rồi đài đài rồi thôi, kêu làm gì nữa. Gì hoài bà để coi trong qua đứa nào tới thì bà nhận, qua ông tới thì đem đi luôn. Nói rồi giờ có 2 tuần nữa, còn 2 tuần nữa bà, có 2 tuần nữa thời gian dài, còn gì nữa, 2 tuần nữa là 10 mấy ngày rồi. Rộng rộng ra 3 tuần nữa thì là bà cho cơ hội gì, thì 3 tuần nữa ở đâu mà nó không tới. Nói với con 1 ngày 2 ngày là nó chạy là tới, mà nó chịu chạy rồi sao, nó không chịu lấy xe tới. 2 tuần đó là mình gặp cái gì bà, gặp cái gì thì đứa nào tới bà cũng nhận, mà nó hoài nó chú nghe chửi nó chửi rồi thôi đi, rồi cả ghét không tới luôn. Như là 2 tuần đó là kết thúc kỳ cuối phải không bà? Thì nó kết thúc tới đâu 3 tuần cũng được, mà nó không tới rồi sao, nó không tới rồi biết chừng nào. Đó có đứa xuống á là đừng ai tới luôn á, là vậy nó khỏi lập đời, nó nói vậy đó. Nó chửi qua chửi lại kêu không đứa tới chứ, chửi lộn với nhau cái trừ. Bà nói con bây giờ là chị luôn, không nói được gì nữa chứ. Gầy la vậy thì thôi đi. Bà thương rồi. Ngoan ngoan để ở lại đi nghe. Lại cho vừa lòng hái giả trứng nó. Bà nói đó, đất nào cũng gì bà ngồi cũng đứa mà quỳ lại vậy đó. Còn chúng con không có đứa nào chịu lại gì không vậy đó. Cảm gặp vậy đó, chứ không gì đứa chịu lại chứ. Bà thấy năm nay dân chúng mình rất là khổ đó bà. Bởi vậy bà biểu con đi cầu cảnh đi lại bà đi hết rồi đâu chịu. Chừng nào mà tới đói không còn hột nào ăn rồi là như vậy nó mới chịu. Bây giờ còn bây giờ tới hù nói ra nó với hù dọa thôi, còn ăn ăn lúc nào hay lúc đó vậy thôi, lúc đó ăn rồi chết thôi. Chết rồi bà không gom đâu gom vậy thôi, nói hoài vậy. Bà có khi nào mà khổ cứu nạn như chúng không bà?
cô có gì thì bà vừa mớ gạo để phát cho nó, bây giờ nó làm gì đây rồi phát sao bây giờ bà nói với con là như vậy, nó chờ nó ở số nào nhà chết thì chết, chỗ nào sống sống rồi nè, à, chừa chúng nó ăn rồi nói gì rồi nó giận luôn, bà cũng biết nó sao, kệ bà nó đi, giờ bà nói nổi luôn rồi, đến ngày mai nó có lợi không ha. Vậy đi các con mau tới đi, đừng để nó hoàng hoàng ở đây thì nó móc mương kiểu được rồi, có mưa xuống rồi nước nó cũng chạy nhanh rồi. À, bà ơi, cái hồi bữa đó mình ở Định Tây Sơn rồi, bà có cái bà có bà chị đó kiếm chuyện với bà đó, bà có giận buồn gì không bà? Bà không có giận đứa nào, quánh gì đâu trời ơi, tụi nó như bụi bụi vậy thôi, gì nó quánh thì đâu nhận hậu quả gì thôi, nó có gì còn các con sắp tới đi để hậu quả ai gánh nó cho. Thì nói tới nó luôn như vậy đó, mà nói rồi là bà giải thích hết nó trơn trơn rồi, nghe rồi bà thương mệt đi gán mệt đi, gọi mấy đứa nó có lợi không đó, bà mập đi coi mấy đứa nó có lợi không nghe, gác mập đi đã là như vậy rồi, đất đai nó mập rồi đấy, các con nghe, cái nhà chúng nhà các con đó ở nhà hoài trong nhà đi thôi, thì nhắn gửi bà là nhắn hết rồi, bữa nay quay cho bà thì bà nhắn hết cho người đó rồi, để coi bà nhắn như vậy đó rồi là chúng nó ở đâu, đứa nào dòng sông cũng mập nữa. Ôi trời, thì mới bữa đó nó lại đây với bà thì nó trả cho con, để đâu nó tới tới để bà nhắn nó cho vậy thôi. Là như vậy. Bà nhắn giùm con đi bà, đem điện thoại lại trả giùm con đi bà. Để bà nhắn cho, để bà nhắn. Bà nhắn trên đây đi bà. Bà nhắn đâu, ở nhà mà có số điện thoại riêng thì bà để bà nói cho đứa nào có nhận bữa đó đi chung đó, quan kia gì đó thì bao bao đem thợ lại bà chỉ nói thôi, nó nghe rồi đó. Cảm ơn bà. Thì bà nhắn rồi thì không sao, là vậy đi đã vậy rồi. Con làm ăn mà con minh bà can mà nó để cái điện thoại lên bàn nó lấy luôn. Ngủi quá à, thôi đi quay là chút nữa về con ơi. Vậy đây xong đây rồi. Bà nói vài bữa nữa là vua về là chạy chở cái xe bốn bánh bà chở đi qua bên Hà Tiên phải không bà? Thì bà chưa biết tới ngày mai tính đi cái chuyện đi Hà Tiên á, ông vua có chở bà không hay là để con chở đi, bà hỏi lại cái đã. Anh vậy bà nói bà ngồi lên xe con quá trời khó chạy về xe bánh á, bà nói bữa nào có ông vua về thì cho xe bốn bánh chở bà đi cho nó thoải mái. Có bà đi xe bốn bánh nó khỏe hả bà? Chừng nào ông vua về chở bà có phải lo chuyện đó không ăn nè. Lỡ về ông vua không về sao bà? Lỡ về ông vua không về con chở bà luôn ha. Đúng rồi, thì con cứ chở hoài hoài gì không có sao. Uống đi cho bà miếng nước nữa, uống nặng về nè. Thôi thôi bà cũng nhiều được, ngoan. Đi vô trong nói sao người ta kiếm chuyện với mình quá bà. Không có chuyện gì, nó kiếm chuyện thì nó chịu thôi, chứ bà nào gánh chịu nó đâu. Nó tội nặng không bà? Ôi nó gãi bụi bà như cậy bồi nó đi, nó hậu quả nó gánh thôi. Như hậu quả mấy chuyện quánh bà đó tội nặng không? Bà nó quánh bà thì nó chết đấy, tội nặng gì đâu. Qua bên kia ghen đá, cho nó ghen đá đi, rồi bữa nó ghen bà đó. Còn muốn lụng được của mình thì thoại mà nó không trả có sao không bà? Thì nó chết chứ có làm sao, ai hiểu đăng cấp. Lụng điện thoại mà không trả là chết hả? Thì phải chết chứ sao giờ. Xin lại giùm con đi bà. Đấy bà nói coi nó ở đâu có đã, đấy bà chị chúc bà về. Lấy thiên nhãn mà nhìn coi điện thoại. Bà biết đâu không bỏ ông cặp rồi nó giấu bà biết đâu. Không để bà luôn à. Chắc nó bỏ ông cặp vỏ nó rồi. Vậy là nó bỏ vô bị nè. Thôi chắc nó bỏ vỏ rồi đó bà ơi. Ngoan vậy ơi. Có khi bà biết mà bà không nói hả bà? Bà có biết đâu, tụi con bảo bà ơi biết, nói với bà biết, mất bảo bà ơi biết mà. Vậy là cái mẹ đó con nó bỏ vô vỏ hả bà? Ôi chắc nó bỏ vỏ thật rồi à, bà nói chắc nó bỏ thật rồi. Ôi nó mới bắt đảo bà cho nó chơi rồi, mẹ vô mẹ chơi rồi mất đảo phải không? Nó không trả không, mình là nó có tội quá à. Tội chết queo, tội gì nữa, dám lấy dám chết rồi. Dám lấy dám chết rồi, dám lấy dám chết rồi. Anh không nghe mệt không? Vậy những người nào mà quánh bài sao bà? Nó quánh đâu làm gì, nó quánh gì đâu, là bào ao vậy đó bà ơi. Liên được không bà? Trời nó liên cãi bà đi, bà có thấy chúng bà đâu. Bữa hôm này nè, can đó, sợ quánh bà đó. Ô cãi bà, tại nó làm hù rồi vậy thôi rồi. Để coi mấy để tao có mấy thằng ăn làm gì đó. Bây giờ bà kêu tao trả cho thôi được không bà? Để bà nói mấy đứa ăn lấy lại cho con. Nghe nghe. Dạ. Để bà nói mấy đứa ăn lấy lại cho vậy đi. Bà ơi,
có cái chị Sen ở Hà Nội đó, tính Vũ mà đi Hà Nội đi đi vòng quanh những cái ngôi chùa cổ ngoài đó bà. Lẽ kiếm nó lại cho bà coi nào. Nhỏ nào mới nói tiền nhỏ nào vậy? Chị Sen ở Hà Nội á. Ồ, trời tên Sen được à. Kiếm nó vô đây cho bà coi. Đứa nào kêu gặp bà chút coi nào. Ở Hà Nội xa lắm các bạn. Dạ, tại nó nghe bà thích đi Hà Nội, nó kiếm chuyện với bà. Nó đi Hà Nội là như là kêu đi Hà Nội ta mừng gỡ bà, ta tiếp nhận bà. Phải rồi, nó chờ bà căn mãi rồi, để coi bà căn mãi coi nó dám chặn bà không nè. Cho mày đi du lịch. Đi khắp Hà Nội luôn đó bà. Rồi bà định đi chưa? Định đi nào? Hay là chờ vui vậy nó đi? Không vui hả? Qua tháng sau có đã. Gì tháng sau hả bà? Tháng sau rồi. Bữa nay tháng mấy con biết không? Bữa nay tháng 11 rồi. Tháng 12 rồi. Tháng này là gần Tết nữa bà ơi. Còn tháng chạp. Ủa, tháng chạp hả? Dạ. Qua Tết hả? Chưa. Còn tháng 12. Tháng Giêng mới qua tháng Tết, còn tháng chạp là tháng 12 á. Còn từng mấy hai tuần nữa đó bà. Ô vậy là tháng 12, bữa nay ngày mấy rồi? Ngày của mẹ Quân Âm. Của bà. Vì sao? Mà mới ngày 9 tháng 12 hả? Dạ. Ủa tới 20 ngày nữa hả? Dạ. Ngày 20 ngày là 3 tuần nữa đó bà. 3 tuần nữa là cuối kỳ đầu năm mới. Mang bà biết rồi. Mang chung mang đó. Ngày của bà là mình phải ngoan đó. Ngày làm của bà chứ. Bây giờ nói gì đi bà. Nói đi đem điện thoại bà. Sao bà tướng tá to con gì mà bà đi đâu cũng có nạn gặp nạn chứ bà. Bà gặp nạn hồi nào? Thấy người ta đuổi xô xô bà. Đuổi gì nó đuổi nó không á, đuổi bà nào đâu. Con phải ngược lại mới được. Là nó đuổi bà là đuổi nó biết chưa? Gì hả? Có đang hiếp bà là đang hiếp nó. Rồi bây giờ là vậy đó, Quan Âm xuống Trần Giang là vậy, đang hiếp bà là đang hiếp nó, hiểu không? Nó không trả có sao mà thì nó hậu quả. Nó ăn cắp của con rồi nó chết đó. Hậu quả nó nhận hết. Ký vô cho bà là gì đó. Chị là cái gì cũng có hai mặt chứ hả bà? Đúng rồi, nó đụng tới bà nó chết ra. Nó quánh bà đâu, bà thấy nó quánh nó không à? Con thấy bữa đó nó quánh bà hồi nào ra, biết con chạy tùm lum chi. Vô mẹ nó nữa rồi. Nó quánh bà hồi nào mà con thấy sao qua mắt sao? Thấy liền bà mà. Không có. Bà nói rồi bữa đó có thấy không? Bà con thấy như vậy là nó quánh nó không đó. Như vậy đó rồi vậy đó. Chị có không? Bà không có giận chứ các bạn? Giận gì đâu. Vài chục năm sau quay lại con thấy coi mắc cười dữ lắm. Cũng quay cả lại mắc cười bà cho con mắc cười lắm. Mắc cười lắm hả bà? Mắc cười lắm, lúc lập đời lại bà. Lập đời lại rồi mắc cười lắm. Nhớ kỷ niệm lớn em. Quánh bà đâu, quánh nó không đâu thầy. Con đánh bà đó mà, con can rồi con mắc điện thoại luôn. Chị lấy cái giờ cứu hoàng mà gặp nạn đó bà. Tại sao cứu hoàng mà lại gặp nạn? Bà nói với con không có nạn gì trơn á, chúng nó gánh nạn. Mấy đứa nó làm gì nạn nó gánh. Cầu trả lại bà ơi. Cậu trả lại. Chắc bà mấy em ngoan rồi. Lại rồi gán mà lại đi nghe. Lại tới già tới chết nghe. Đó không. Bà nói với con á thì mấy đứa kia nó chịu lại bà, mà tới đây đất đai đây lại bà. Ông Hoàng muốn cảnh nó lại bà luôn. Bởi bà nói với con á, nói cái gì nó cũng không chịu lại đó, người mập đầu lại như vậy đó. Người chính phủ cũng lại luôn, không biết con sao nữa, mà nó cái gì cũng không chịu nghe hết trơn. Người chính phủ cũng lại, bên kia cũng lại, bên nọ cũng lại, ngồi cầm súng nó cũng lại luôn. Quay lại cảnh nó cho bà nào. Quay cảnh lại rồi bữa ai lấy điện thoại nha bà. Để quay lại bà nhìn lại cái
À, để đó à, đi cảnh tới à, về đi tới vậy đó bà gán kiếm điện thoại cho con nha bà. Quay cảnh là thôi, quay cảnh là bước cái chuyện thực lại trước rồi, nó ngồi ngồi vòng tay được cái sân. Ôi nó nói gì, nó nói tùm lum của bà rồi á. Dạ phần bà thấy thấy chưa bà? Quay lại xã lên từ đầu. Sao bà có hiệu quả không bà? Để quay cảnh nữa. Chưa bắt quay cảnh nữa, chưa tắt.
chảo lắm. Quay thế nào là bà đi cánh tiên thì mau, mà đi cánh trần lâu quá ha bà, cánh trần lộc sống quá, đi lâu thì khác bà. Bây giờ là cánh tiên ngọc vàng rất là mau, còn cánh trần này lộc sống luôn quá, bà nó xin cái u minh quá nhiều cản trở bà. Không thấy hả bà, không biết được hả bà. Biết được lấy là hay lắm đó nha. Người ta kính nảy lắm đó. Làm gì cho bà mấy ủng hộ hỗ trợ
Trời cho bà đi về nè, chúc bà mũi quá trời bu rồi nè. 72 đâu, nói bà tiếng rồi nào. Nãy giờ bà đi đâu bà? Bà đi về tiên à, bà coi cảnh ở trên đó, chiều nay coi chùa chuyện ở trên đó như thế nào. Các anh ơi đâu cũng phải về nào, về về với bà hết rồi nào, tập trung rồi nào. Dạ thưa bà, thì nãy giờ bà hô là bà xả cái cảnh lại lúc mà mắc hàng cái điện thoại đó bà. Thì coi coi bà coi lại coi lúc đó ai lấy cái gì bà. Để bà về bà hỏi nó lại coi nó trả lời thế nào, bà báo cho con nha. Đây bà về đây. Bà ơi, bà nãy giờ bà đi cảnh ở trên thiên đó có gì quan trọng? Trời, cái cảnh hồi xưa hồi sửa hồi nãm hồi năm của bà và các ngôi chùa bà để chỗ nào mau mau về với bà, dắt này là phải về với bà. Thằng Linh Thánh Linh Thiên ở đâu nó mau bước ra chùa chỗ nào chỉ hết cho bà cái nào. Của bà là bao nhiêu cái ngôi chùa bà? Ôi nhiều lắm, hàng thiên hàng tỷ ngôi đó bà, biết ở đâu giờ, không thể thu được bao nhiêu mà báo cáo rồi nào. Mũi quá à. Đi con ơi, em bà báo cáo trên rồi đi. Báo cáo trên rồi. Chút về bà lấy lại hình ảnh lại những ngôi chùa của bà. Đó, dắt này là phải về với bà hết rồi, nghe rõ chưa? Nghe, như vậy xong công việc á hả bà? Xong buổi chiều nay đi con ơi. Vậy nên chào bà đó bà ơi. Quay đến đây rồi, đến đây dừng lại chút bà đến đây rồi.